Hello, xin chào, tao là Mới Nhớ, Sốc Công Nghệ nghe này 4.0 Hotline 0886993345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm máy kiêm cài áo siêu nhỏ có mã là T5 nhé. Đó thì đây là mẫu sản phẩm này, đó đây là sản phẩm này. Sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đó, đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc máy kiêm cài áo có mã là T5 nhé. Thứ nhất là sẽ gồm có, khi mà các bạn mua hàng thì thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc máy ghi âm cài áo của T5 này. Kích thước của mẫu này to bằng hai ngón tay nhé. Và cái chiều dày của thiết bị này nó chỉ khoảng tầm 0,5cm nhé, rất là mỏng luôn. Đó, và đằng sau thiết bị đây thì các bạn sẽ thấy nó có một cái kim băng này. Đó, kim băng đây để các bạn có thể là cài vào áo này, bất kỳ một vị trí nào đều được. Đó, đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có, thứ nhất là sẽ gồm có một dây cắm tai nghe. Thì khi mà các bạn ghi âm thì các bạn sẽ có hai cách để các bạn có thể nghe lại. Một là các bạn có thể là cắm chân cắm tai nghe này vào để nghe. Hai là các bạn có thể là lấy dây kết nối vào máy tính để các bạn có thể là nghe lại trực tiếp trên máy tính luôn. Đó, và một dây để các bạn có thể là kết nối vào máy tính này, cũng như là dây cắm sạc của thiết bị luôn. Thì cái máy ghi âm cài áo T5 này các bạn có thể sử dụng liên tục, pin liên tục được khoảng tầm 20 tiếng hết pin. Nó, và khi máy pin mà sẽ cắm sạc pin bằng cái đầu củ sạc điện thoại bình thường thôi. Sạc tầm độ 2 đến 3 tiếng là đầy pin nhé. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh. Đó, của nhà sản xuất bạn nhé. Đó, trong này có rất là chi tiết rồi. Đó, thông số kỹ thuật này, cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn chi tiết này. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy ghi âm cài áo của mã là T5 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Cam kết chất lượng ghi âm cũng như là cách sử dụng thì giống như video mình đang quảng cáo đây. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy ghi âm cài áo T5 và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đây. Kích thước của mẫu này chỉ to bằng hai ngón tay các bạn nhé, và chiều dày là 0,5cm. Thiết bị đằng sau sẽ có một kim băng này, và bộ nhớ trong của thiết bị ghi âm T5 này thì nó sẽ là 8GB nhé. Bộ nhớ 8GB thì bạn có thể là ghi âm liên tục được khoảng tầm 250 tiếng đến 300 tiếng mới đầy được cái bộ nhớ này. Đó, và đây sẽ là chân cắm sạc này, cũng là chân để các bạn có thể là kết nối vào máy tính luôn. Đó, đây sẽ là cái nút để bạn có thể là bật tắt nguồn này. Thì đối với cái mẫu ghi âm T5 này thì bạn sử dụng thì bạn chỉ cần bật nguồn lên nó là ghi âm luôn. Còn khi mà bạn lưu file ghi âm vào thì bạn sẽ tắt nguồn đi là nó sẽ tự động lưu video nha, lưu file ghi âm. Và đây sẽ là cái lỗ báo đèn của thiết bị này. Đó, thì để sử dụng một thiết bị này thì bạn sẽ dí liền một nút nguồn này khoảng độ 3 đến 4 giây. Đó, thì thiết bị nó sẽ chớp chớp đèn màu đỏ tắt đi. Đó, màu đỏ tắt đi 5 lần như này. Đó, màu đỏ tắt đi 5 lần như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm một file đầu tiên nhé. Đó, thì khi mà các bạn ghi âm thì các bạn sẽ để cái máy ghi âm cài áo T5 này, các bạn có thể là cài vào trong túi áo này, túi áo ngực này, cũng như là cài vào trong túi quần này, hoặc là các bạn có thể để trong bao thuốc, hoặc là để trong cặp sách, ba lô đều được hết nhé. Miễn làm sao cái máy ghi âm cài áo T5 này các bạn gắn cái thứ, gắn ở cái cách cái mà cách cái đối tượng mà các bạn cần ghi âm ấy khoảng tầm 10 mét là bạn thể là ghi âm được rõ cái giọng nói xung quanh nhá. Còn nếu mà xa thì phạm vi 10 mét thì nó vẫn ghi âm được, nhưng mà cái chất lượng ghi âm nó sẽ kém hơn khi mà trong cái vùng 10 mét bạn nhé. Và cái mẫu ghi âm này thì nó có hỗ trợ lọc âm là 4.1 nhé, nên là cái chất lượng ghi âm của nó rất ok. Và tí nữa mình sẽ cắm trực tiếp vào trong máy tính và sẽ test cho mọi người về cái chất lượng ghi âm thực tế của máy ghi âm này. Đó. Cái máy ghi âm này thì nó rất là nhỏ gọn, là kích thước nhỏ gọn, nó rất là thích hợp cho những bác nào làm công an cũng như là phóng viên đi tác nghiệp nhé. Đó, hoặc là khi mà các bạn đi giao dịch những cái số tiền lớn mà không có giấy tờ cam kết gì cả thì các bạn sẽ lấy cái máy ghi âm cài áo T5 này, các bạn ghi âm lại những cuộc trò chuyện đó, và sau đó khi mà người ta lật các bạn ấy thì các bạn có thể là mang cái chứng cứ này mang ra tòa để đối chất với họ nhé. Đó, bây giờ các bạn muốn kết thúc cái đoạn ghi âm này thì bạn sẽ dí liền vào lúc nguồn này khoảng độ 2 đến 3 giây. Đó, thiết bị nó sẽ chớp chớp đèn màu xanh 3 lần tắt đi, như này là thiết bị đã lưu được cho bạn một file ghi âm rồi. Đó, bây giờ các bạn muốn ghi âm một file tiếp theo nữa thì bạn sẽ dí liền vào lúc nguồn tiếp, giống như vừa nãy mình làm ấy, dí khoảng 2 đến 3 giây thì thiết bị nó sẽ chớp chớp đèn màu đỏ 5 lần tắt đi, là thiết bị sẽ lưu một đoạn ghi âm tiếp theo. Mà khi mà tắt đi thì bạn sẽ dí liền khoảng 3 giây tiếp thì nó sẽ chớp chớp đèn màu xanh 3 lần tắt đi, là lưu file ghi âm nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã ghi cho các bạn một file ghi âm rồi. Bây giờ các bạn muốn nghe lại cái đoạn ghi âm này thì các bạn sẽ cắm chân cắm tai nghe vào để nghe này. Cách thứ nhất là bạn sẽ cắm chân cắm tai nghe vào như này nhá. Đó, sau đó khi mà các bạn cắm chân cắm tai nghe vào như này thì vẫn chưa nghe được luôn đâu. Các bạn sẽ dí liền nó lúc nguồn này khoảng độ 3 giây đến 4 giây. Đó, thì thiết bị nó sẽ chớp chớp đèn như này. Đó, chớp chớp đèn màu đỏ như này là thiết bị nó đã phát bằng file
phát hoa dâm bằng tai nghe rồi các bạn nhé. Đó, rồi tắt đi các bạn sẽ dí lần mà. Đó, đây hôm nay mình sẽ cắm vào trong máy tính mà test cho mọi người cái chất lượng ghi âm ở trên máy tính luôn. Là mình sẽ cắm vào trong máy tính này. Đó. À, mình sẽ quay cao cái màn máy tính lên cho bạn xem. Đây. À, mình zoom lên này. Đó, đây là kênh YouTube của mình bạn nhé, kênh công nghệ nghe này 1.0 này. Thì ở trong kênh YouTube này của mình thì mình có đăng tải rất là nhiều video lên, từ máy ghi âm này cũng như là camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, đó, các dòng máy định vị có dây, định vị không dây, đó, rất là chi tiết. Các bạn có thể, các bạn quan tâm đến cái mẫu sản phẩm nào thì các bạn có thể truy cập ở trong kênh YouTube này của mình, các bạn là tham khảo những cái mẫu sản phẩm trong này nhé. Đó, tiếp theo đây mình sẽ vào ổ nghe này, thì một record thì đây sẽ là cái file ghi âm rồi mình đã ghi âm cho các bạn nhé. 5 lần như này, đó, màu đỏ tắt đi 5 lần như này là cái bị đang bắt đầu ghi âm một file đầu tiên nhé. Đó, chất lượng ghi âm rất là tốt luôn. Mà các bạn ghi âm thì các bạn sẽ để cái máy ghi âm cài vào T5 này, các bạn có thể là cài vào trong túi áo ngực này, cũng như là cài vào trong túi quần này, là các bạn có thể để trong bao thuốc hoặc là để trong cặp sách ba lô đều được hết nhé. Biết làm sao cái máy ghi âm cài vào T5 này các bạn gắn cái gì? Gắn vào cái cách cái đối tượng mà các bạn cần ghi âm ấy, khoảng tầm 10 mét là bạn thể là ghi âm được rõ cái giọng nói xung quanh nhé. Còn nếu mà xa thì phạm vi 10 mét thì nó vẫn ghi âm được, nhưng mà cái chất lượng ghi âm nó sẽ kém hơn khi mà trong cái vùng 10 mét bạn nhé. Và cái mẫu ghi âm này thì nó có hỗ trợ lọc âm là 4.1 nhé, nên là cái chất lượng ghi âm của nó rất ok. Và tí nữa mình sẽ cắm trực tiếp vào trong máy tính và sẽ test cho mọi người. Khi mà bạn nghe ở trên máy tính gọi là cua được nhé. Đó, đây gọi là cua được. Đó, bên cua nhanh cua chậm đều được hết nhé. Để đối chất với họ nhé. Đó, bên bạn muốn kết thúc cái đoạn ghi âm này thì bạn sẽ dí liền vào lỗ nguồn này. Đó, đây là mình đã ghi âm cho các bạn được một file ghi âm này. Đó, bên các bạn muốn xóa tất cả những file ghi âm đi thì mình sẽ vô đen vào này. Kích chuột phải. Sau đây là tên chọn yết là sẽ xóa tất cả những file ghi âm đi nhé. Đó, thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc máy ghi âm cài áo có mã là T5. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy ghi âm cài áo này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.